Em chào bác. Hôm nay là giới thiệu các bác là cái cây địa lan đại hoàng cánh chữ tiên. Cái cây đại hoàng cánh chữ tiên này nó là một cái cây mà có từ rất lâu rồi. Và nó cũng là một trong những cây phổ thông mà để chúng ta đánh giá nó qua những cái cây khác. Nó là cây cơ bản ấy. Nó thì gọi là cây trong cái lan kiếm nó cũng có cái cây như xanh Huế, Phan Chí ấy. Đấy, kiểu kiểu vậy. Cái đại hoàng, đại thanh hay là một số những cái cây khác không phải cây truyền thống thì là những cây đột biến, nó là những cây cơ bản. Hoa của nó thì mọi người thấy là nó thăng hoa ung cẩn rất là đẹp. Cái này nếu mà quay video lên như thế này thì nó không khác cái xanh vàng cả. Nó vẫn hơi có ánh xanh anh chị nhé. Vẫn có ánh xanh. Cây này hai cái đài trong của nó ôm trụ nhị nó mở rất là đẹp, điệu. Và gần như là bông nào nó cũng như vậy anh chị nhé. Đấy, còn cái môi hoa của nó ấy, cân đối hay không cân đối ấy, thì là nó bị tật như này, thường thì là nó cũng cân đối như này là nhiều này, vuông. Đấy, còn lưỡi vẹo của nó, lưỡi nó vẹo này thì nó xấu hơn, lưỡi vẹo như cây trên này lưỡi nó vẹo xấu này. Còn đây của nó thì bông này thì nó nở nó hơi xòe lên như này, hơi ngước lên. Đấy, thì cái bông của nó, nhưng đầy mở thì nó khá là nhìn gần như rất là dễ biết. Cái này nhận biết thì khá dễ qua thân lá. Cái này tay hoa nó thăng hoa. Thăng hoa vị cẩn rất đẹp. Lá của nó thì cây này rất là dễ nhá anh chị nhá. Về lá của cái cây đại hoàng cánh chữ tiên này nó dễ lắm. Dễ nhận. Đây mọi người nhìn những cái lá này. Đấy. Mọi người nhìn này cái lá từ gốc lên nhá. Lá bầu to và nó hơi úp này. Hơi úp và bóp nó hơi mềm. Nó rất là mềm. Có nghĩa là cái lõm giữa hai cái chữ V này, chữ V nó lớn anh chị ạ. Chữ V lớn và đuôi lá của nó dạng như một cái thìa ấy. Dạng dạng như vậy. Đương nhiên là có những cái lá là nó sẽ không như cái thìa đâu. Thì nó nhưng mà nó có dạng bầu to này. Bầu to, lá bầu to nhọn và cái hơi lá nó rất là mềm. Lá rất là mềm và sờ rất là nhiều gai ở hai bên. Cả hai bên của nó rất là nhiều gai từ dưới lên anh chị ạ. Nó nhiều gai như kiểu là cây Trung Quốc. Rất là nhiều gai. Đấy, còn đây là những cái lá này. Mọi người nhìn mặt lá cơ bản của nó này. Cái đại hoàng cánh thủy tiên thì đại hoàng thì thường lá nó sẽ hơi vàng. Còn đại thanh thì lá nó xanh hơn. Đấy, anh chị nhá. Anh chị nhìn cái góc lá này anh chị có thể rất là dễ nhận ra. Anh chị, nhà anh chị có cái cây như này là rất là giống cái đại hoàng cánh thủy tiên. Đương nhiên nó phụ thuộc nhiều yếu tố nữa. Lá nó mềm và nó gai nhiều. Anh chị nhá. Lá rất là mềm, mềm hơn rất nhiều so với cây hoàng kỳ bảo hay thanh ngọc chẳng hạn vậy. Đấy thì lá cây đại hoàng cánh chữ tiên nó hơi vàng, hanh vàng. Và nó là sẽ là mầm gốc của nó phải là xanh sạch, bởi vì hoa nó xanh sạch anh chị ạ. Hoa nó xanh vàng mà. Nên là mầm gốc của nó sẽ là xanh sạch. Cái cây đại hoàng cánh chữ tiên này nó là một cây rất là cơ bản và được nhiều người sưu tầm bởi vì nó rất là đẹp. Nhưng cái là đây là cái cần hoa này của em mà năm nay nở nó hơi kém bởi vì nó gặp thời tiết anh chị nhìn này. Cần nó cong như là cây Trung Quốc luôn. Cần nó cong như là cây Trung Quốc đóng hộp ạ. Nhưng thực ra thì cái cây này nó bình thường nó hay bị như cái này khi mà năm nay thì là nó thời tiết nó nắng nhiều anh chị, nó nóng ấy. Thế nên đâm là cái cây địa này thì nó cũng có thay đổi. Nhưng cái form hoa của cái cây đại hoàng cánh thủy tiên này thì nó rất ổn định, nhiều năm rồi nó vẫn như này anh chị ạ. Đây là một trong những cái bông cơ bản cây của cây địa lan. Thì anh chị có thể căn cứ vào những cây này để mình đánh giá những cây khác. Giá hiện tại dao động khoảng tầm trên dưới 2 triệu của cái cây đại hoàng cánh thủy tiên anh chị nhé. Thì anh chị có thể xem thêm và tham khảo thêm những cái video khác cũng như là những cái cây đại hoàng cánh thủy tiên khác em có quay trên kênh Thiên Đường Hàn Hoa ấy. Thì mọi người xem trên đó ấy, thì mọi người sẽ rõ hơn. Tại vì nhà nó cũng nhiều địa lan nên là em quay thì em cũng nói chi tiết tùy từng cây. Có cây nào mà em nói chi tiết được em sẽ nói chi tiết, còn cây nào mà em chưa nói chi tiết thì mong anh chị thông cảm. Anh chị muốn sưu tầm thì cũng thể liên hệ bên em số điện thoại 0826 11 00 để tư vấn rõ hơn nhé anh chị nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau với những cây địa lan khác. Em cảm ơn các bác. Em chào các bác.